Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái khăn lau tay treo tường này. Bây giờ em đang bán một cái khăn lau tay treo tường này với giá là 10 ngàn nhá. Đấy thì cái này nó có sẵn một cái dây đeo này thì về các bác móc lên. Đấy để các bác treo ở trong nhà bếp nhá. Đấy dùng để lau tay mỗi khi mình có nấu ăn nấu nước là tay mình hay ướt át thì mình lau tay lau nước cho nó sạch sẽ. Lau tay lau bát ok luôn. Cái này nó dạng bông nỉ nhá, cực kỳ thấm hút nước. Đấy, thấm hút nước rất tốt luôn, lau rất là sạch tay. Đấy và cái này thì khi mà dùng nó hơi bẩn một chút thì các bác có thể là giặt rũ phơi khô đi mình lại dùng lại được nhiều lần nhá. Đấy nói chung là tái sử dụng được nhiều lần. Đấy, đỡ phải tốn những cái giấy kia đi. Đấy, nhiều khi các bác dùng những cái giấy kia các bác lau rất là lãng phí thì các bác mua cho cái này về vừa tiết kiệm kinh tế mà sạch sẽ này. Đấy, dễ dàng lau. Khăn lau tay treo tường nhá, đang bán cho bác là 10k một chiếc này nhá. 10k cho một chiếc khăn lau tay treo tường này, chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, mua về sử dụng mình treo lên cái tường nhà bếp nhà mình lau nhá. Đây khi mà treo lên nhìn rất là đẹp này. Đấy các bác treo lên dùng để lau tay đấy, móc lên lau tay lau bát này. Đấy mỗi lần mình có làm bếp làm giáp tay chân âm dầu mỡ này rồi là nó ướt át này thì các bác dùng để lau nhá. Đấy dạng bông nỉ các bác dùng lau nó rất là sạch luôn. Đấy, và nó thấm hút nó rất là tốt nhá, chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy mua cái này nó coi như em bên em đang bán thêm bác thôi chứ thực ra cái này hàng không có lợi đâu. Đấy bán thêm bác nhá. Đấy 10.000 cho một chiếc khăn lau tay treo tường nhá, 10k một chiếc nhá. Đấy, lau rất là sạch luôn. Nói chung là nhà bếp nên có một vài cái trong bếp mình treo lên, đôi khi rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ như mình đang làm tay ướt hết là mình muốn nghe điện thoại tí rồi. Đấy thì mình quay ra có này mình lau tay qua cái đấy mình vẫn nghe điện thoại. Đôi khi là mình tay ướt hết mình rất là khó chịu hoặc là lau vụ quần áo giờ nó ướt hết. Đấy thì mình mua cái này về. Đấy sạch sẽ tiện lợi mà ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước như vào đây này. Con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy khi mà các bác gạn ấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như đây và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là để sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000. Con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy nhựa dẻo ABS cao cấp bo viền này rất chắc chắn luôn. Cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy. Con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi nó cũng khá to khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy. Đây. Đường kính của nó rơi khoảng tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây, rất hay luôn. Đấy mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này, các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chướng được, rất ok luôn. 20k một chiếc nhé. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Mấy đây. Bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn. Thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn. Có lỗ phía trước để chắt nước. Sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2 trong 1 vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện. Tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy các bác đổ gạo ra hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Bo viền siêu chắc chắn. Có lỗ phía trước để chắt nước. Này các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2 trong 1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc thôi nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mài hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em xem cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy. Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper, con này chám một lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy khi mà các bác mài các bác liếc này, con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây. Bình thường là các bác hay dùng để mài dao này. Đấy, ngoài chức năng là mài dao thì các bác có thể dùng để rũa. Đấy, rũa dao, rũa kéo ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát, các bác dùng để mài, còn cái mặt dưới nó phẳng các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ ok luôn. Đấy. Nó là cái liếc mài kim cương nhá, bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán cho bác một cái chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100.000 nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá.
100k nhá, 100k cho một cái. Sản phẩm bật lửa đồng hồ này, đấy, bật lửa đồng hồ nhá. Em báo giá luôn, thì em đang bán một chiếc bật lửa đồng hồ này với giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất là đẹp luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bật lửa này. Bật lửa đồng hồ. Đấy, cái này nó có cả bật lửa cả đồng hồ luôn. Đấy, là 90k một chiếc này nhá. 90k một chiếc bật lửa đồng hồ này. Hàng mới keng nguyên hộp luôn các bác nhá, hàng mới keng hộp luôn này. Cái này về các bác sử dụng làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng sưu tầm trưng bày này, quá ok luôn. Ở đây là cái phần trên là bật lửa này, phần dưới là đồng hồ nhá. Thì các bác về muốn đồng hồ nó chạy các bác ấn cho em vào, ấn vào này. Đấy, đấy các thấy không, nó chạy luôn nhá. Và các bác muốn chỉnh giờ đấy các bác kéo nó ra. Kéo cái phần lò xo đó các bác kia chỉnh giờ, đấy xoay ra đúng cái giờ các bác cần chỉnh và các bác ấn nó lại. Đấy, ấn nó lại này. Đấy chạy luôn nhá. Ok luôn, phần mặt số mã rất đẹp. Phần trên đây là đồng hồ này. Thì cái này bên em nói luôn là bên em không có ga đâu nhá. Đấy, về là các bác tự bơm ga vào nhá. Về tự bơm ga mà cái này thì không có ga đâu. Vì khi mà bơm ga nó vận chuyển nó rất là dễ cháy nổ. Nên là bên em không bơm ga. Đấy thì về các bác tự bơm ga và các bác xài nhá. Thì các bác bật lên nó sẽ lên này. Đấy bật này. Đấy bật nó sẽ lên. Bật cái này là lên thôi. Đây nó có cả cái phần đèn nhá. Khi bật lên là nó có cả đèn luôn. Đó thì khi mà các bác bật lên ấy, bật lên bật lửa lên thì đồng thời cái đèn đồng hồ nó cũng sẽ lên luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp sang trọng này. Về sử dụng này, về sưu tầm, mua về trưng bày này, về làm quà tặng cũng ok luôn. Hàng mới keng nguyên hộp này có nhá. 90k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẫm là bật lửa đồng hồ. Đang gửi bác là 90k một chiếc này có nhá. Tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái mã đó là cái bút lông dầu của Thiên Long này. Đấy thì nhiều bác hỏi quá thì đây, hôm nay em nhập về để bán cho bác này. Bên em sẽ bán theo cả hộp hoặc là bán theo combo 3 chiếc nhá, không bán lẻ 1 triệu nhá. Đấy bán theo cả hộp. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều mua cả hộp thì bên em đang bán là một hộp 10 chiếc bút lông dầu này với giá là 50k nhá, là một hộp 10 chiếc là 50k. Còn nếu các bác lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho bác là 3 cây 1 nhá. Bán lẻ bác thì là 3 cây 1. Thì 3 cây 1 như này. Đang gửi bác là 20k cho 3 cây bút lông dầu của Thiên Long nha. Đấy 3 cây này là 20k này. Đấy 3 cây là 20k. Còn các bác lấy mua lẻ một chiếc. Đấy mua lẻ một mua cả hộp thì là 10 chiếc là 50k. Đấy bình thường là các bác ra cửa hàng thương hiệu người ta đang bán phải 13 cho đến 15.000 một chiếc này. Đấy bên em bán giá gọi là bán thêm cho bác thôi chứ thực ra cái này không có lợi nhuận đâu. Đấy thì nhiều bác hỏi thì em cũng nhập về để bán cho bác luôn. Bút lông dầu nhá, 50k cho một hộp 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 chiếc thì sẽ có giá là 20.000. Còn bảo là mua một chiếc thì nó luôn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Bán là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 3 chiếc là 20k, 6 chiếc là 40k. Đấy còn các bác lấy 10 chiếc thì là 50k nhá. Đấy tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ 3 chiếc hoặc các bác có thể lấy cả hộp nhá. Đấy, lấy cả hộp thì giá của nó sẽ tốt hơn. Lấy cả hộp là tính ra là các bác mua vào là có 5.000 một chiếc thôi. Đấy 5.000 một chiếc bút này thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn. Có hai màu nhá, là màu xanh và màu đỏ thì các bác lấy màu nào thì em sẽ chọn cho bác màu đấy nhá. Lấy màu nào thì nhặt màu đấy. Đấy còn bán lẻ 3 cây là 20.000, một hộp 10 chiếc là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bột thông cống này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn này. Đấy. Bột thông cống nhá, em báo giá luôn. Đang bán bác là vẫn giá cũ nhá. 20k một này thôi. 20k nhá. Lên mã em sẽ là bột thông cống nhá. 20k một cái hũ bột thông cống nha. Nó là dạng bột nhá. Cái này thì về rất là dễ dùng này. Cái này thì theo khuyến cáo của hướng dẫn nhà sản xuất thì các bác về phủ một lớp nước vào cống nhá trước khi các bác dùng. Đấy ướt cống đi. Sau đó các bác đổ trực tiếp cái bột này vào trong cống và nếu mà các bác muốn tăng phản ứng nó lên thì các bác đun cho em một ấm nước sôi. Các bác đổ kèm vào để cho nó tăng cái phản ứng phân hủy của cái bột thông cống nó lên. Đấy nó sẽ làm sạch cống này, cống tắc bùn cầu rồi là cống rửa bát rửa mặt này rồi là cống nhà tắm nhà vệ sinh nó bị tắc, đấy nó chảy nước chậm thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác đổ vào. Đấy mua cho em vài ba lọ về các bác dùng một lần. Đấy. 20.000 một lọ đâu nhá. Chỉ có 20.000 một lọ thôi, giá nó quá là bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua phải 40-50.000 một lọ ấy. Bên em gọi là bán giá tốt cho bác luôn rồi. Ở đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Các bác cùng xem này. Nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này. Mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được. Kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở gì đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhé.
Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok. Cái này em nhà em cũng đã xài rồi, dùng ok lắm. Đấy, bột thông cống nhá, 20k cho một cái hũ bột thông cống nhá. Đấy, 20.000 thôi. Dùng ok. Đó. À, sản phẩm cây kéo gà Đức để cho các bác sử dụng nhà bếp này, các bác cắt thực phẩm này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả cho em, cây này quá ok luôn. Hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, Willing. Hàng made in Germany, cực kỳ ok, sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngon. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình các bác có thể sử dụng để đánh vẩy cá này, cái phần răng cưa để các bác đánh vẩy cá nhá. À, cái này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. À, lên mã em sẽ sản phẩm là cái cây kéo gà Đức nhá, đang bán bác là 90k một cây này, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok, sử dụng nhà bếp này, cắt thực phẩm này, đấy, rau củ quả thịt cá thứ ok, 90k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là một cái con vòi nối nhá, vòi nối lắp chuyên cho các bác lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu, như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi, nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn, rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy, mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. À, bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon. Ví dụ như những cái ống nước các thứ đó là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này. Đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi. Đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân. Vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá. Đấy. À, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát, đang gửi bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm nhà em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn. Đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy thì các bác lừa cái đầu silicon này, các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá. Và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lắt léo này từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá, vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này. Đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó, 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ được cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá, 30.000 một cái chiếc vòi nối nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá. Lên mã em sẽ được cái cây kẹp gấp, cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ được cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp đồ rán này, đồ chiên, rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng, cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn các bác, giá chỉ còn có 20.000 thôi. 20.000 bán nhanh luôn, 20k cho nhé các bác nhá, cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi, các bác mua về sử dụng rất hay. Đây đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy, đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy, các bác xúc xà bàn nó xuống. Đấy, lật nó lên nhá. Đấy, lật nó lên đây, xúc nó xuống này, lật nó lên. Đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này. Đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em, nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này. Đấy, các bác kẹp vào, các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây
kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt. Đó, đây. Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá. Nó sẽ gồm có một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên. Kẹp nó vào, lật nó lên. Kẹp nó vào, lật nó lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh, bán nhanh, xả kho luôn này, 20k. Đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân, thối chân. Bác nào hiện tại đang bị hôi chân này, thối chân này, đấy, đi giày mà nó có mùi hôi, đi tất cả thứ nó có mùi hôi thì các bác mua ngay cho em cái chai này về. Con này nó sử dụng cái công nghệ là nano bạc nhá, kháng khuẩn cực kỳ tốt và khử mùi rất là hay luôn. Đấy, và nó có cái mùi hương chanh đào rất là thơm nhá. Đấy, và mát lạnh như bạc hà luôn. Cái này các bác cứ xịt trực tiếp vào bên trong giày, hoặc là các bác xịt trực tiếp vào bàn chân, hoặc xịt trực tiếp vào tất, nói chung là những cái chỗ nào mà liên quan đến cái đôi chân của các bác thì các bác cứ xịt trực tiếp vào nhá, khử mùi rất nhanh này, rồi là các bác đi nó cực kỳ là khô thoáng chân luôn. Đấy, cái này thì em đang cũng đang bán xả kho luôn. Lên mã em sẽ được cái chai xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân này bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái chai xịt hôi chân nha. Một chai này là 260ml này. Đấy, dùng thoải mái luôn. Nó là dạng khí nhá, dạng khí, nhiều bác hỏi em nó là cái gì, nó là dạng khí đây này. Đấy, nó là dạng khí nhá, cái lực xịt nó ra rất là mạnh. Thì con này xịt thì yêu cầu các bác là các bác phải ngửa lên nhá, sau đó các bác bút vào trong cái lỗ giày của bác nhá, và các bác xịt. Đấy, là nó dễ ra nhất này, các bác nhìn này. Đấy, hướng dẫn sử dụng này. Đấy, các bác ngửa nó lên, ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống, ấn thì cái lượng khí nó sẽ xịt trực tiếp bên trong, luồn lách vào tất bên trong cái đôi giày của bác nhá. Đấy, nên nó sẽ khử sạch mùi hôi cũng như là giúp chân chân của các bác là đỡ bị hôi, đỡ bị thối hơn. Đấy, chuyên các bác khô chân, thối chân. Con này rất ok. Cái này em bán nhiều mà chính bản thân em cũng đang xài luôn, dùng thích lắm. Đấy, đi cực kỳ là khô thoáng chân nhá, dùng thích lắm. 30k nhá, 30k. Lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân nhá. Đang gửi bác là 30k cho một chai xịt hôi chân nha. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml. Chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước, vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng, mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy, thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy, nó rất là tiện nhau nhá. Và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là những cái đôi giày đắt tiền dùng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy, rất là tiếc, thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy, chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô, giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai. Hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ còn có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá. Một chai là 300ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy, thì cái này rất là dễ dùng. Đấy, ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều, sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên. Và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm, cái chất của nó vào. Đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy, các bác đánh qua em lượt nhá. Và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn, các bác lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ, không bị đất đai, rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá, nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bác nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt. Và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để một lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn, không mình không cần phải phơi khô nhà cũng các bác. Rất hay luôn đó. 70k nhá, 70k nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn. Chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300ml. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng, nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước 2 là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những
vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nha. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn, đấy, khăn khô nha, các bác lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá. Không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô, giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai này là 300ml nhá. Bộ lấy giấy tay nhá, bộ lấy giấy tay. Đấy em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 20.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy giấy tay nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k cho một cái bộ lấy giấy tay này. Đấy 20k. Cái bộ lấy giấy tay rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng nhôm này này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. À, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy giấy tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này, đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì các bạn. Nó bằng inox nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gì, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gì. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy, các bác này lấy rất thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai. Và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này. Thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa. Hoặc là ví dụ như là đi chơi, đi du lịch, đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy, nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy. Rồi là ví dụ là bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, mình có thể mua cái bộ này về, mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy. 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Đang gửi bác là 20k. 20.000 các bác nhá, 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen. Cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm, đấy những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách rồi nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhé, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chải này nó rất là nhiều lông, và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những cái phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn, những khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những cái ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cá nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này, đấy lông bàn chải nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, chọn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn vào đâu, nhưng cái con này những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này các bác nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ treo lên cái là ok. Đây các bác cùng xem lại video này. À,
Đấy, chỗ cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá. Chỗ cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá. 15.000 một cây này các bác nhá. Các mã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá. 20.000 một cây bút thử điện này. Với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhá. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ. Còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lẫy này ra này. Đấy, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc cũng nhá. 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá. 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá. Bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá. Giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá. 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình, rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ với bác luôn là 20k một cây nhá. 20.000 một cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn với bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít. Và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu. Thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây, 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy, thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào là các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này, hoặc các bác có thể đảo chiều được, các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều các bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhào nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh thì nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy, thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít nhỉ, và một cây là 2 đầu thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy, bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen nhỉ. 50k một tô vít đen. Đây. Bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhé các bác nhá. 50.000 bộ này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác, đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại.
thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng ống kim loại đấy, cạp cắt ống này, cạp cắt ống ống đồng này, ống kim loại này, ống tiếp, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000, hôm nay em cũng xả luôn đấy bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết thì nó vãn đi có nhá, cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k, bữa trước đang bán là 100.000 đâu nhá. Đây, cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ như các bác cắt những con ống tiếp kim loại này, rồi là ống đồng này, đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy, thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Đây em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy, và các bác cứ thế các bác siết siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết siết vào, siết vào, siết vào. Đấy, thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy, thì nó sẽ cắt dần dần là nó sẽ cắt hết, cắt ngon này những cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá, ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá, ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống tít này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cặp cắt ống, hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bạn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, một thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái này, cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC. Đó, đấy không? Cắt rất là ngọt luôn, cắt rất là ngon. Cái này em bán nhiều mà. Đấy, cạp cắt ống nhá, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn đúng không nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn thấy kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox, thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó dỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây là các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà em này, các bạn nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy, lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái tí kia. Đây, em xịt này. Đấy, đây không? Nhìn nó mới căng luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới căng luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đấy, có thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây, các bác đẩy lên
và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần 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 chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương giác các thứ nào các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến thôi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả, sử dụng nhà bếp cho em cây này thì tuyệt cả là vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹ, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹ là các bác cứ phải dùng để đập các thứ này, các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp vào đây, các bác kẹp chưa? Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó, rồi các bác cho đây, các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá. 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi. Xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Thật ra thì bên em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá, 10.000 một viên nhá. Đây này, chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy, thì bữa trước là nó không có hàng đâu, thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này, nó hay có cái điều khiển như này, và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy, viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay, thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy, pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc cũng khá là hiếm hàng đấy. Đấy, thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì các bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 nha, với giá là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái viên pin remote 12 23, 12V 23A các bác nhá. Đấy, đó, đây nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó, rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay
nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con nhiệt đây, gen con nhiệt thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con nhiệt thì nó sẽ có kích cỡ là 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống gen con nhiệt. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi 5 sợi ống gen con nhiệt. Đấy, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán nó combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này rồi là 2 ly này. 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này, đấy, bên em sẽ bán cho là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về view các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha. Thì sẽ có giá là 10.000. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện nhà mình ấy nó hở, những cái chỗ mà các bác không dùng quấn băng keo được thì các bác cho em cái ống nghe con nhiệt này vào, xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy, dùng những cái đầu khò các bác hơ, khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống nghe này thì tự động là cái ống nghe nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào đấy, nó sẽ co vào nhá, nên là dùng rất hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy, ok luôn. Combo 5 sợi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, combo 5 sợi ống gen con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi, chứ thực ra cái này hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống gen con nhiệt, 5 sợi ống gen con nhiệt là 1 2 3 4 5 ml là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10.000 thôi này. Đấy, về các bác dùng. Dùng nói chung là dùng gia đình anh nhá, thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ, và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái gen này nó sẽ co vào như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác cứ phải cuốn kiểu là như con này, là các bác chỉ việc là xỏ vào, sau đó các bác dùng nhiệt các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, gen co nhiệt nhá, combo 5 ống gen co nhiệt là 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy, đây combo 5 sợi là 10.000 đúng nhá. Dạ, và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm, thì đây mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá, quá chất lượng luôn. Túi thì cực kỳ to, con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30 x 30 x 30 x 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc nhá, chỉ 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay sách này, tay sách con này thì thực ra các bác sách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này, đây nó có cái dây bên trong này. Đây, đợi chút em lấy cái dây đây nhá. Đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây, thì đây bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là dây bên trong, thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này, hoặc là các bác xách sách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn đó. Con này nó có rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá. Ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ, 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn. Ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy bên trong cực kỳ là rộng luôn, bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn, rất là to. Bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây, cái quai để các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn, chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da này. Đây có nhìn này, chất da này rất đẹp luôn nhá, sáng bong luôn. Đấy, hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá, túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi, kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy,
hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đây các bác, cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp, thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy các bác thấy không? Các bác có thể là sách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn, quần áo, giày dép, rồi là đồ đạc phụ kiện của mình, thoải mái luôn. Đấy rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy quá đẹp luôn nhá, thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn. Đó, thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi bò dẹp thôi chứ thực ra mà các bác để đồ và nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi đi du lịch này rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm tai xi rất là ok. Đấy rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá. Nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng tai xi đấy. Đấy và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ này về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy các bác kiếm rất là khó, đấy các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng Type-C. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá. Bao gồm là 4 cổng ra nhá, 2 cổng USB và 2 cổng chân Type-C nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc 3 đầu. Đấy dây sạc 3 đầu nhá. Đấy đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại nữa. Đấy cắm luôn với cái ổ này. Để các bác sạc cho điện thoại nhá. Cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy, iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân Micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc 3 đầu nhá, dây sạc 3 đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicone này, chống gập chống gãy nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài 3 năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây là các bác nhìn này, cái phần silicone nó rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam 3 đầu nhá thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây. Đó thì các bác có thể mua. Đây mã em sẽ cái dây sạc cam, đấy dây sạc cam 3 đầu. Đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc 3 đầu nha, 40.000. Còn cái ổ điện U4 nhá, đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây, ổ điện U4 này, 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam 3 đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được. Hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá. Cứ lên mã em sẽ áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá. 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe. Lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy. Đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày dẫn chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda, hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá, thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua, hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá.
áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo, đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi, 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì. Về lắp quả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi ạ. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000, có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn. Lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicon nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng. Tấm cọ lưng silicon đang ở bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi đây. Đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm cho mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai. Cái gai này công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy, thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây, các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn, mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, đấy, cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá, lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá, dùng xong rồi các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên. Đấy, là khô ráo ngon này luôn, mà mình lại dùng tiếp. Đấy, tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy, 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng này, 30k một tấm rồi. Đấy, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá, nó là dạng chai xịt. Đấy, nhà bác nào hiện tại đang bị rột giễu thứ này. Đấy, rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá, mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều. Đấy, lắc đều, các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều. Đấy, lắc thật đều xong rồi các bác xịt này. Đây, em xịt thử các con này. Đấy, nó là cái dạng keo quá nhá, dạng keo. Đây, dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy, các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế, cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng. Đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy, thì các bác xịt thì nó mới phát huy được hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó, thì cái lọ, cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml. Đó, em báo giá luôn. Thế em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm như này với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác chỉ có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá
từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 450 ml, nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ ra đấy, các bác xịt trực tiếp nó vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp nó vào, 40.000 một chai thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết này, đây bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ đều bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, liên mã em sẽ được cái cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác coi. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu. Một cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa, đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện màng nhiếc các thứ này, trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh thanh cái cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó các bác lắp nó vào, gen xoáy xoáy chặt nó vào. Sau đó các bác cũng muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó khơi rơi vào tầm gần 3 mét nhá. Gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây này, các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây xào luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn vào được. Đấy, thu rất là gọn gàng nhá. Đấy, thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình. Đây các bác ơi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó kéo dài nhá. Đấy, quét. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào. Và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này. Còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này, đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây. Mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua
một cây đã rơi vào là 10-15 nghìn, đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30 nghìn. Và cái hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây đấy, lông rất là mềm đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su trúng chuẩn, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó cũng bình dân, chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Các ơi, đây này các anh nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bàn này, em đã kết nối này các anh nhìn chưa? Đã kết nối đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp các anh nhá. Đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn, nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi, thích rất thích luôn, dùng nghe cực hay vậy nhá. Đấy, đây bật tiếp cho bác xem nào. Thấy không, các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loa luôn các nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy, thì các bác nào ơi, con này này vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đây các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó thì các bác lên mã xem là cái con loa B3 đi. Đấy, B3, thực ra nó là bom bóc 3. Đó thì các bác lên mã nhanh chúng em, sẽ là cái siêu phẩm là loa bom bóc 3. Đấy, mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom bóc 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k. Và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom bóc 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng chiếc sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chiếc sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp thôi nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này các nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá, cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá, bao đập bao test luôn này. Đây.
đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ủ đúc này các bác cứ nện thoải mái anh em không vấn đề gì luôn, test trùng thoải mái đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn luôn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này đấy, ngoài ra có cái phần móc như này đấy. Em sẽ cắm cho các bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá chưa? Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các bác nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền, dạng ổ đúc mà, đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái quận 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, quận này của nó là quận 5m này. 5m. 5m cũng nhá. Đấy, quận này trên tay em đang cầm là quận 5m này. Đó, quận 5m. Rồi là có cái quận sang này. Thì là cái quận 10m này. Đấy, quận 10m cũng nhá. Đây, cái quận 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn các bác nhá. Đây, quận 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá. 2.5 Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các nhìn này. Đấy, đây là quận 10m các bác. Quận 10m này. Đấy, quận 10m. Rồi sau này thì là có cái quận 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp cũng nhá. Đó, quận này quận 15m này. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, quận 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái quận dài nhất bên em đang bán, đó là cái quận 30m nhá. Đấy, quận 30m đây. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, quận này quận 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia em vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy là quận 3m các nhá. Ở đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 các nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000, 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, nó phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhé. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân. Có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này thì nó hơi nặng nề chút. Em đã để sẵn đây rồi. Không khui nữa. Thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây. Có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, với cái dòng 3 chân rồi 5 chân và phích cắm này.
đó, 300-500 fix cắm. Đây, đầu tiên là cái dòng fix cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây, phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm. Fix là fix cao su, không đập không vỡ nhá, và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc fix này. Đó, fix này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc fix này. Đấy, 25k. 25.000 một chiếc fix này các bác nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ ba chân này, ổ ba chân nhá. Ổ ba chân. Ổ ba chân thì đang bán là 50.000. Ổ ba chân thì ổ này nó có đèn báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó cũng tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có đèn báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dời và dạng ổ liền. Đó, đây cái ổ ba chân này. Thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ ba chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k ổ ba chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con ba chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ năm chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. Năm chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con năm chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con năm chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ hai chân hoặc các bác cắm ổ ba chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, fix cắm 25.000 các bác nhá. Đây, fix cắm 25.000. Đó. Ổ ba chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ ba chân 50.000. Và cái dòng ổ năm chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ năm chân 50.000. Hai cái món này là fix cắm và ổ ba chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là fix cắm và ổ ba chân là có đèn báo. Còn cái ổ năm chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ ba chân và fix cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ năm chân về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Luôn. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó, đây. Một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân. 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ mà. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái vật muỗi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá để khi bác vật muỗi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật muỗi vừa là có đèn bắt muỗi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật muỗi bình thường thì ấn giúp em sẽ chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật muỗi bình thường. Đấy thì khi mà
vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi, nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái là nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như dùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật mũi bình thường. Còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn ăn mũi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn ăn mũi này. Hiện đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên chế độ đèn ăn mũi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái mũi nó vào. Thì dụ cái mũi nó vào nhá, thì khi mà mũi bay vào này, đấy, dụ mũi cái ánh sáng xanh thì mũi rất là thích này, mũi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy. Mũi nó cứ đậu vào là cái nó đi thôi. Đấy, xong này đánh rất khỏe ạ, điện này. Thấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt mũi. Rồi. À, tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật mũi vừa làm đèn ăn mũi. Giá thì cũng rất là hợp lý nhá. Cả giá rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000, 140k, vừa có tích hợp là vật mũi này, rồi là có tích hợp đèn ăn mũi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc thôi, sử dụng là sẽ là pin 18650 đó, thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V, nên các bác yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện, dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật mũi đứng, giá sẽ là 140k nhá, hàng mới hộp luôn. Sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, siêu phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay tuổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá. Nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt con này, xịt này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi, sau đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra, có thế thôi, rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không phải lo dị ứng, dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Đấy, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang, đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịt xò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17cm nhá, 17cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng đa năng. Nhưng cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các bác nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20cm một chút này. Đấy, dài hơn 20cm một chút không nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau, 1 2 3 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này,
rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có cái con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻo này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng, là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này, cái còi này các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái này này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa có sao các bác giật vào cái khe này giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu kia. Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các bác để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa chi năng luôn. Đó, thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các bác nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Nối thành xẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về và các bác siết cái ốc này vào cho em. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng. Nó rất tuyệt vời, rất là đa di năng nhá. Một chiếc xẻng nhá, rất là dài, tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây, nó vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn, bóng loáng luôn nhá. Đấy, thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Nó cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các bác nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la răng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt vào trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị xa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa, bịt vào đây, các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay ra, nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn, đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này.
đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy ra hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng đây nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 1 2 3 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này. Rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này và bao ship đến tận nhà các bác. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con Nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con Nhật bên nhà em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy, thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con Nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy, của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy, các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy, thì đây. Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con Nhật đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con Nhật nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chị em thả mã rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thả mã luôn rồi. Đó. Một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá, rất xịn sò. Các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào, rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, các mặt hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá.
hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này. Rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nha các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi đấy, thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy đấu nó vào, sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó ấy các bác nhá. Đây của bạn đi, đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nha. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nha, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, Made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy 5 lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này 5 đáy 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây. Vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này, đó, rất ok nhá, chữ chiếc là dập chìm hết luôn ở trên cái phần
đáy song này. Đấy. 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây. Con này là con nhớ nhớ này. Có vùng viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vùng viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vùng viếc nói chung là đầy đủ vùng viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đánh rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vùng viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vùng viếc ngon này luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.